Huế sẽ có dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe chuyên dụng 2 tầng thoáng nóc ngay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây. Cần có những chế tài xử lý nghiêm hành vi xả rác bừa bãi xuống sông gây ô nhiễm môi trường cảnh quan. Những ngày này, dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng công tác tập luyện cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh vẫn diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ tư ngày 17 tháng 8. Xin chào, cảm ơn quý vị đã đồng hành trong khung giờ quen thuộc của Huế ngày mới. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Sáng qua, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt một số văn bản mới nhất của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm thông báo số 16 kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, kết luận số 40 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, quy định số 70 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, quyết định số 71 về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, kết luận số 39 về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ các văn bản mới của Trung ương để tham mưu cụ thể hóa thành các văn bản của tỉnh theo tinh thần nội dung được quán triệt. Đồng thời thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự đồng bộ thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, cập nhật việc triển khai thực hiện các quy định này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 tại thành phố Huế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ thông tin truyền thông năm 2022 khu vực phía Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ảnh nhấn mạnh, việc trang bị kỹ năng nghiệp vụ truyền thông cho đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là hội nghị tập huấn thứ hai được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức trong năm 2022 dành cho lãnh đạo và trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan của các đơn vị bảo hiểm xã hội từ Thừa Thiên Huế trở vào các tỉnh phía Nam. Có 4 chuyên đề được các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền trang bị cho các đại biểu tham gia, bao gồm kỹ năng tuyên truyền, vận động thuyết phục trong thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cách thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, dân vận trong truyền thông trực tiếp theo nhóm nhỏ đến từng người dân, kỹ năng truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội, cách thức tổ chức hội nghị trực tuyến truyền thông, các chính sách bảo hiểm xã hội, cùng kỹ năng biên tập sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại. Sáng qua, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung năm 2022. Theo báo cáo, đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, thống nhất hệ thống các loại văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị các cấp trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung năm 2022. Những công việc liên quan đến khánh tiết, market và một số nội dung công việc đang triển khai thực hiện. Thành viên đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu cũng đã tiến hành kiểm tra tất cả các loại văn kiện, đồng thời trao đổi thống nhất các nội dung liên quan đến hệ thống văn kiện. Qua kiểm tra, đoàn công tác Cục Chính trị ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu chuẩn bị hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian tới, đoàn công tác đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục ra soát kỹ lưỡng các loại văn kiện và chuẩn bị đầy đủ theo quy định, phối hợp với các cơ quan kịp thời bổ sung điều chỉnh khi có đầu bài tập, phối hợp với các ban ngành của tỉnh ủy hoàn thành hệ thống văn kiện khối B và tham mưu chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện, tập luyện các nội dung đảm bảo đúng ý định, sát thực tế, đạt kết quả cao nhất. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt không khí lạnh, rét và các đợt mưa lớn diện rộng đã không gây thiệt hại đáng kể về tài sản nhân dân. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, gây lốc tố và mưa lũ trái mùa đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, với tổng giá trị thiệt hại gần 221 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã được Ủy ban Nhân dân huyện, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, đơn vị đã chủ động nỗ lực khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, sớm tái sản xuất kinh doanh. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong những tháng của năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền
yêu cầu các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để phân công cụ thể cho từng thành viên, quán triệt và thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản cho nhân dân, tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để nâng cao ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai của toàn dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội nghiên cứu thực hiện mở tuyến thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dùng 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với số xe được phép hoạt động thường xuyên tối đa là 3 xe. Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội và cả cơ quan triển khai hoàn thành các thủ tục đảm bảo điều kiện để cấp phép, đưa phương tiện vào khai thác phục vụ du khách thuận lợi, an toàn theo đúng quy định hiện hành và yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Thời hạn hoàn thành báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo các mốc thời gian sau: phê duyệt đề án trước ngày 15 tháng 8 năm 2022, chạy thử nghiệm từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8, vận hành khai thác chính thức trước ngày 1 tháng 9 năm 2022. Trước đó, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đề án về phương án mở tuyến thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dùng 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn tỉnh với mục tiêu xây dựng thành công một sản phẩm du lịch nhằm phục vụ lợi ích công cộng và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, tạo ra điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Huế. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa phê duyệt dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế nhằm hướng đến hình thành tuyến đường bộ, đồng thời bổ sung các thiết chế dịch vụ vui chơi giải trí về đêm phục vụ người dân và du khách. Theo đó, công trình chỉnh trang tuyến đường Hai Bà Trưng với chiều dài toàn tuyến khoảng 850m, bao gồm 3 khu vực, trong đó khu A từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Huệ, khu B từ đường Nguyễn Huệ đến đường Ngô Quyền, khu C từ đường Ngô Quyền đến đường Hà Nội. Nhiều hạng mục sẽ được triển khai như lát đá vỉa hè, thảm bê tông mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè, đầu tư hệ thống camera quan sát, bố trí các điểm tiện ích công cộng như bảng thông tin ở hai đầu tuyến đường, quầy thông tin dịch vụ kết hợp với nhà vệ sinh di động, xe dịch vụ di động, bộ đun ghế ngồi có mái che, cho nghỉ kết hợp điểm nhận ánh sáng, rẽ lát đá vỉa hè, thảm bê tông mặt đường, đầu tư hệ thống camera quan sát, bố trí OK theo thiết kế. Được biết, dự án sẽ dự kiến khởi công trong tháng 9 năm 2022. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 16 tháng 8 năm 2022, hãng sẽ triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến cho hành khách khởi hành từ sân bay Phú Bài nhằm nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách. Với việc triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Phú Bài, Vietnam Airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ check-in online lên 17 sân bay nội địa và 30 sân bay quốc tế, đồng thời đang dần tiến tới việc triển khai dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay hàng khai thác đường bay đến. Hành khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự làm thủ tục trực tuyến qua website vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 1 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến. Sau khi hoàn thành quá trình làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ nhận được thẻ lên máy bay trực tuyến qua thiết bị điện tử hoặc có thể tự in thẻ, sau đó đến thẳng cửa kiểm tra an ninh hành khách và cửa ra tàu bay mà không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận. Thành phố Huế nổi tiếng là một thành phố xanh với những dòng sông thơ mộng. Tuy nhiên, điều này đang bị đe dọa từ hành vi xả rác bừa bãi của người dân. Phải mất rất nhiều nhân lực phương tiện hàng ngày để có thể trục vớt một phần rác ở cả con sông, đảm bảo môi trường cảnh quan. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần có những chế tài xử lý nghiêm những hành vi này nhằm răn đe và nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường. Phản ảnh của phóng viên Huế Ngày Mới. Sông An Cừu chảy dài qua trung tâm thành phố Huế và đi qua hai chợ lớn là chợ Bến Ngư và chợ An Cừu. Đây cũng chính là hai khu vực mà người dân, các tiểu thương xả rác xuống rất nhiều, trong đó phần lớn là bì ni lông, loại rác thải mà phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy. Ô nhiễm và nhếch nhác đang là thực trạng tại một số đoạn của dòng sông đã đi vào thơ vàng này.
Những cái khu vực mà tập kết rác rất là nhiều ở các cái bờ sông mà gần chợ như thế này đang là một cái vấn đề rất là nhức nhối đối với những cái cơ quan môi trường, tại vì họ không thể có một cái chế tài xử phạt nào cả. Và quan trọng nhất vẫn là ý thức của con người, nhưng mà những cái tiểu thương thì vẫn còn cái tư duy là tiền đâu vứt đó, cho nên là những cái khu vực sông mà gần chợ như thế này vẫn đang rất là nhức nhác. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở khu vực cổng Thầy Niệm trên đường Phan Chu Trinh. Chỉ mất một vài phút dọn dẹp, các công nhân của công ty môi trường đã vớt được rất nhiều rác, chủ yếu là các loại túi ni lông, các hộp đựng thức ăn và các loại rác thải nhựa khác. Và nếu chỉ cần một ngày không làm vệ sinh thì lượng rác này đương nhiên sẽ đổ ra sông. Vệ sinh rác thải trên đất liền đã vất vả, thực hiện công việc này ở dưới sông lại càng khó khăn hơn rất nhiều vì phải huy động thêm phương tiện đường thủy. Nói chung là hiện nay việc xả rác trên sông hiện nay vẫn chưa gọi là chưa giảm, nó vẫn chưa cũ, nhất là những cái bãi nhưng mà dưới chờ ăn cừu, chờ bệnh ngự như là làm quá rồi nhưng mà sau lưng họ vẫn đối bình thường, mình có cái chế độ mà xử lý họ rác vẫn nhiều, chưa giảm được. Cũng mong rằng mọi người á, mọi người dân họ xả rác thì họ vẫn bỏ trên bờ hay là trên bờ mà có thùng, nhưng mà bỏ trên bờ thì chỗ công dân của em dễ xử lý hơn. Chứ xuống người sống thì mong muốn rằng bà con cũng đừng xả xuống sống để cho cái nguồn nước nó xanh sạch hơn. Huế là thành phố có vị trí đặc biệt với sông Hương chảy qua trung tâm. Thêm vào đó là nhiều hệ thống sông khác cũng xuất hiện ngay tại các đường phố chính. Hơn ai hết, mỗi người dân của Huế cần phải trân trọng điểm đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng này. Và hành động thiết thực nhất chính là nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi xuống sông. Chúng ta đang từng ngày nỗ lực để xây dựng một Huế xanh, Huế sạch. Và những dòng sông xanh mát cũng là đối tượng cần được bảo vệ, giữ gìn. Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Huỳnh Tý, sinh năm 1993, trú tại phường Hương Vinh, thành phố Huế, về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2022, tại khu vực xóm Đào, phường Hương Vinh, thành phố Huế, Huỳnh Tý sau khi sử dụng bia rượu thì chặn xe người đi đường và chửi bới gây mất an ninh trật tự. Lúc này, một tổ công tác của công an phường Hương Vinh có mặt nhắc nhở, yêu cầu Tý về nhà, không làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, nhưng Tý không chấp hành. Tổ công tác yêu cầu Tý về trụ sở để làm việc thì Tý có lời lẽ xúc phạm, đồng thời dùng tay chân gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác. Được biết, Tý là đối tượng đã chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng bản án treo về tội cố ý gây thương tích. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Tý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp thời gian gần đây cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ là hết sức quan trọng. Chiều qua, khách sạn Sài Gòn Moran tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Tình huống giả định đặt ra là vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tại khu vực nhà hàng của khách sạn Sài Gòn Moran xảy ra cháy, nguyên nhân do nguồn điện bị chạm phát sinh tia lửa điện gây cháy. Sau khi có sự cố xảy ra, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng thông báo sơ tán qua hệ thống loa nội bộ, cắt điện toàn bộ cơ sở, sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại khách sạn để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu. Đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Thừa Thiên Huế. Trong tình huống giả định, các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng. Nhận được tin báo cháy tại khách sạn Sài Gòn Moran, lực lượng chữa cháy đã phát lệnh điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ đám cháy, tiến hành trinh sát theo tình huống giả định, cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ra khu vực an toàn, triển khai đội hình chữa cháy, chống cháy lan và cứu tài sản. Kết thúc buổi diễn tập, cả đơn vị tham gia đã tổ chức đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm buổi diễn tập phương án nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như tăng cường sự phù hợp tác chiến trong công tác chữa cháy giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Là phường trung tâm của thành phố Huế, nơi có nhiều hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, chính vì vậy ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 được phường Đông Ba tổ chức sáng qua là dịp để tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong năm qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường Đông Ba luôn được chú trọng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đội ngũ bảo vệ chuyên trách gồm ban bảo vệ dân phố và thành viên các tổ chức hội đã hoạt động rất hiệu quả, cung cấp nhiều tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại những khu vực dân cư phức tạp.
lực lượng công an phường đã chủ động phát hiện 9 trên 10 đối tượng có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt trên địa bàn phường đã xây dựng và phát triển các mô hình có hiệu quả như tổ tự quản xe xích lô, xe thô, tổ tự quản trật tự tuyến đường Ma Túc Loan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập và ra mắt 12 tổ tự quản camera an ninh tại 12 tổ dân phố trên địa bàn phường và tổ chức biểu dương khen thưởng những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Cụ thể đã có 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 5 tập thể và 7 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và 3 tập thể, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân phường Đông Ba. Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giáo dục môi trường, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung phối hợp với trường mầm non Sao Mai tổ chức hoạt động trải nghiệm cùng với thiên nhiên cho các em học sinh tại bảo tàng. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh được nghe thuyết minh và vẽ phác họa lại các loài động vật cũng như môi trường sống tự nhiên của chúng. Thông qua buổi trải nghiệm đã giúp các em học sinh phần nào hiểu rõ hơn về sự đe dọa tuyệt chủng của các loài động vật quý hiếm cũng như môi trường sống của chúng đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng. Đây là hoạt động có ý nghĩa, bổ ích để các em thể hiện tài năng, tính sáng tạo, cũng như góp phần đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức về môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ngày 19 tháng 8 tới đây, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh sẽ chính thức khai mạc. Trong đó, phần hội trong ngày khai mạc hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những màn biểu diễn quy mô lớn đến từ hàng ngàn vận động viên, học sinh, sinh viên. Những ngày này, dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng công tác tập luyện vẫn diễn ra sôi nổi tích cực nhằm đem đến một buổi lễ khai mạc hoành tráng, ấn tượng. Chương trình nghệ thuật và đồng diễn thể thao Thừa Thiên Huế với hội nhập và phát triển là chương trình được mong chờ nhất tại ngày khai hội thể dục thể thao năm nay. Dự kiến đây sẽ là tổ hợp những màn biểu diễn lân sư rồng, ca nhạc, đồng diễn áo dài, đồng diễn karate, võ Việt Nam và nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Vì mỗi màn trình diễn đều có số lượng vận động viên tham gia rất đông nên công tác luyện tập, ráp đội hình tương đối vất vả. Thêm vào đó, hiện đang trong thời gian nghỉ hè nên công tác huy động các vận động viên là học sinh cũng gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, các câu lạc bộ hội vẫn đang nỗ lực hết sức để góp phần cho thành công của đại hội. Về công tác chuyên môn thì tất cả tiết mục đồng diễn là đã ổn định và đi vào cái tổng giờ. Thì về khâu chuẩn bị và trên sân thì tất cả mọi người, các huấn luyện viên đã cùng nhau là xây dựng một cái kế hoạch và tổ chức chạy ra chạy vào và thực hiện trên sân rất nhiều lần và sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà sở đã giao phó và sẽ có một cái tiết mục đồng diễn karate đô hoàn hảo nhất. Từ ra trong quá trình tập luyện thì do lực lượng điều động của học sinh thì có lúc đi thì đông, có lúc đi nó cũng được đầy đủ lắm, cho nên cũng khó khăn về cái mặt đó, nhưng mà thì cũng qua thời gian qua thì cũng cố gắng hết sức, mà anh em hồi thì cũng cố gắng nỗ lực để cho điều động của các lực lượng huấn luyện viên rồi các câu lạc bộ của Việt Nam tại trên địa bàn tỉnh cùng kết hợp với trường trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Công cũng chuẩn bị cho tốt cho một màn đồng diễn cho đại hội sắp tới. Lần thứ 9 được tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay sẽ lấy tinh thần cộng đồng làm chủ đạo. Do đó, ban tổ chức đã huy động sự tham gia của rất nhiều các câu lạc bộ, các hội và tổ chức xã hội. Có 13 môn thể thao dự kiến sẽ được đưa vào các phần thi, trong đó có nhiều môn là thể mạnh của Huế như vật, đua ghe, cờ vua, cờ tướng, võ Việt Nam. Hiện bên cạnh công tác tập luyện cho lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã có rất nhiều phương án cho các nơi thi đấu, đảm bảo ngày hội diễn ra tốt đẹp nhất. Cái không khí của khai mạc đại hội thực sự là một hoạt động của đông đảo quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên, và khẳng định đây là một cái hoạt động mà đánh giá cái quá trình phát triển thể thao trong mọi người, thể thao quần chúng và hoạt động thể thao thành tích cao giai đoạn 2019-2022 của tỉnh. Chính vì vậy cho nên sau khi mà được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo đại hội thể thao tỉnh về phía trách nhiệm là thường trực là cơ quan sở văn hóa và thể thao thì chúng tôi cũng đã họp nhiều phiên họp, đặc biệt là huy động các lực lượng tham gia đại hội là về phía dự kiến là khoảng 11.500 người, về dự khán của khán đài A, khán đài B thì khoảng là 7.000 người, kể cả quần chúng nhân dân của 20 xã phường trên địa bàn thành phố. Dự kiến vào ngày mai 17 tháng 8, chương trình tổng duyệt lễ khai mạc sẽ diễn ra với sự tham gia của các ban ngành liên quan, qua đó sẽ họp bàn, chỉ ra và khắc phục những thiếu sót, những điểm chưa được để tiến tới một lễ khai mạc chính thức hoàn chỉnh, mãn nhãn, đem lại khí thế cho ngày hội thể thao toàn tỉnh.
Những thông tin về tình hình thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ, gió mùa tây nam hoạt động trung bình nên mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động ở mức 34 đến 36 độ, thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Độ ẩm phổ biến ở mức 78 đến 83%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.